Hello mọi người, video này mình hướng dẫn bạn Clam Token, Nefit Token, Token Clam Minbuy vừa mới bắt đầu với tổng cung là 2 triệu tỷ, HODL 1K đã phát sinh 2.500 lượt giao dịch. Bạn nhấp vào đường link đặt ở phần mô tả và sao chép cho mình ODL này. Có được ODL bạn quay trở về widget wallet nha. Trở về widget nhấp vào mục Dash. Bạn dán ODL lên phần trên này. Nhấn xong để vào nha. Nhấp chọn giúp mình là BNB Smart Chain. Ok, kế xuống bạn sẽ claim ở phần claim drop. Những bạn buy thêm thì tham khảo ở phần buy. Mình tối thiểu là 0.03. Bạn nhấp vào cho mình claim drop. Kết nối. Thời gian giao dịch min là 1 đô và nhấp vào chấp thuận. Ok, sau khi thực hiện xong giao dịch, nhắn cho mình dấu X để trở về. Nhấp vào ví của bạn. Nhấp vào Smart Chain. Nhấp vào địa chỉ vừa gửi. Ok, bạn sao chép cho mình con địa chỉ người nhận, chính là địa chỉ con chắc. Có được con chắc rồi, nhấp vào dấu mũi tên để trở ra nha. Tiếp theo là bên trên có phải màn hình. Bạn dán con chắc. Chọn tự động thêm tiền mã hóa. Ok, mà lưới nhấp chọn là Smart Chain. Dán địa chỉ con chắc vào địa chỉ hợp đồng. Nhấp vào cho mình chữ dán nha. Nefit Token, số tập phân là 18. Ok, bạn nhấp vào làm xong. Bạn đã nhận được 1 triệu đồng token ha. Mình đã hướng dẫn bạn claim token Nefit. Rồi ok, bye bye mọi người. Hẹn mọi người ở những video sau.